Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tuần 18 trang 132-133. Ôn tập cuối học kỳ 1 tiết 1. Đề bài viết vào bảng tổng kết các bài tập đọc là chuyện kể trong hai chủ điểm có chí thì nên và tiếng sáo diều. Như vậy thì đề bài là các em sẽ viết vào bảng tổng kết ở dưới đây các bài tập đọc là chuyện kể ở trong hai chủ điểm có chí thị nên và tiếng sáo diều. Thì các em sẽ viết vào gồm có là tên bài, tác giả, nội dung chính và nhân vật. Như vậy thì ở trong hai cái chủ điểm có chí thị nên và tiếng sáo diều gồm có những bài đọc nào thì các em sẽ ghi vào đây. Rồi các em sẽ ghi tên tác giả, nội dung chính của bài đọc và nhân vật ở trong bài đọc. Như vậy, bài đầu tiên ở trong chủ điểm có chí thì nên đó là tiệc ông Trạng thả diều. Như vậy các em sẽ viết tên bài đó là ông Trạng thả diều. Ông Trạng thả diều. Tác giả là Trinh Đường. Nội dung chính là ông Trạng Nguyễn Hiền nhà nghèo nhưng rất hiếu học. Rồi nhân vật là Nguyễn Hiền. Rồi tiếp theo tên bài Vua Tàu Thủy Bạch Thái Bưởi. Tác giả Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, tức là ở đây được trích trong Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Nội dung chính là Bạch Thái Bưởi từ hai bàn tay trắng đã dựng nên nghiệp lớn nhờ chí lớn. Rồi nhân vật đó là Bạch Thái Bưởi. Rồi bài tiếp theo đó là vẽ trứng. Của Xuân Yến.
Nội dung chính là Leonardo da Vinci kiên trì khổ luyện đã trở thành danh họa vĩ đại. Và nhân vật ở đây đó là Leonardo da Vinci. Rồi tiếp theo là người tìm đường lên các vì sao. Tiếp theo là bài người tìm đường. Lên các vì sao. Tác giả Lê Nguyên Long, Phạm Ngọc Toàn. Nội dung chính đó là Sion Cấp Kỳ. Kiên trì theo đuổi giấc mơ từ nhỏ của mình đã tìm đường lên được các vì sao. Rồi nhân vật ở đây đó là Sioskovsky. Rồi tiếp theo là bài Văn hay chữ tốt. Truyện đọc một năm 1995. Nội dung là Cao Bá Quát kiên trì viết chữ.
đã nổi danh là người văn hay chữ tốt. Nhân vật là Cào Bá Quát. Rồi bài tiếp theo đó là Chú Đất Nung phần 1 và 2. Rồi tác giả ở đây là Nguyễn Kim. Rồi tiếp theo nội dung Chú Đất Nung. Nung mình trong lửa đã trở thành người mạnh mẽ và hữu ích. Còn hai người bột yếu ớt gặp nước suýt bị tan ra. Và nhân vật ở đây đó là Chú Đất Nung. Rồi tiếp theo là bài Trong Quán Ăn. Bà Cá Bóng. Tác giả là Alexei Tolstoy.
Rồi nội dung: chú người gỗ Buratino. Thông minh đã moi được bí mật về chiếc chìa khóa vàng từ hai kẻ độc ác. Và tác giả và nhân vật ở đây đó là Buratino. Rồi cuối cùng là bài Rất nhiều mặt trăng phần 1 và phần 2 của tác giả Ferrer. Nội dung nói về thế giới kỳ diệu trong mắt trẻ em, được trẻ em nhìn nhận và giải quyết rất khác người lớn. Và nhân vật ở đây là công chúa nhỏ. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.